Trên mạng xã hội mới đây vừa rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông kéo cả đám 2-3 người đến căn biệt thự bề thế mới 1.800m2 của Vũ Cát Tiệp để đòi nợ. Thông qua đoạn clip có thể thấy người đàn ông này đã trò chuyện với bảo vệ và nhờ chuyển một tờ giấy kèm với lời nhắn đến Vũ Cát Tiệp về vấn đề nợ nần. Sau đó anh quyết định ra về và nói to: "Anh Bảo, Tiệp ơi, ít không đáng mấy đâu, đừng để anh em đến phiền hà, bảo cái công nợ gửi rồi lo bố trí trả nợ nhé. Nhà này nhà thuê đâu phải nhà mua, hoành tráng hay chứ." Cả cái công nợ gửi rồi nó muốn trả nợ anh nhá. Nhà là nhà thuê đâu phải nhà mua, hoành tráng chứ. Đoạn clip nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận nảy lửa trên mạng xã hội. Trong đó đa phần ý kiến bất ngờ đều bên vực Vũ Cát Tiệp. Một số khán giả còn tỏ ra nghi ngờ cho rằng rất có thể đây chỉ là hành động nhằm câu view, không phải đòi nợ thật sự. Nhà thuê chứ phải cướp đâu, thuê cũng tiền không vậy. Nhiều người giàu cũng thuê nhà để làm kinh doanh mà. Dân kinh doanh có tính toán của họ chứ. Ngay lập tức Vũ Cát Tiệp đã lên tiếng cho biết người đứng sau sự việc này chính là chị TH, nhân vật từng cử người đến nhà bố mẹ đẻ của ông trùm Venus để đòi nợ. Để giải thích rõ hơn về sự việc này, Vũ Cát Tiệp đã chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân: "Chủ nợ nào ở đây? Chị TH, chị là một doanh nhân bất động sản nhưng không dám đối mặt. Tôi đã liên hệ với cháu của chị để xin số điện thoại nhưng không được. Rồi khi tôi xin được số điện thoại của chị phủ nhận tất cả. Rồi chị nói cùn bảo tất cả những gì tôi đã làm cho chị thì cứ tính chi phí trừ vào khoản nợ. Tôi hẹn gặp chị để giải quyết nhưng chị không gặp, rồi nhắn tôi gặp người ủy quyền. Tất cả những gì chị làm ảnh hưởng tới gia đình và công việc của tôi. Chị sử dụng trò này không hại được tôi đâu. Tôi sẽ trình báo sự việc với công an." Ngoài ra, anh cũng đăng tải loạt tin nhắn trao đổi với TH để làm bằng chứng, khẳng định bản thân đã chủ động gặp gỡ để làm rõ chuyện nợ nần, nhưng nữ doanh nhân kia vẫn liên tục lấy lý do để trốn tránh. Cách đây không lâu, Vũ Cát Tiệp khoe căn biệt thự rộng gần 2.000m2 ở vị trí đắc địa tại Thủ Đức, tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Phía trước biệt thự có bể bơi, khu vực sân vườn rộng rãi bao quanh và một căn nhà kính trong khuôn viên là nơi làm việc của ông bầu. Theo hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà được thiết kế như một tòa lâu đài nguyên Nga, hình dáng mô phỏng chiếc vương miện. Vũ Cát Tiệp cho biết anh đã thuê tới 15 nhà thầu và hơn 100 công nhân làm việc ngày đêm để kịp hoàn thiện công trình trước tháng 7. Thành quả này của ông bầu Ngọc Trinh khiến không ít người ngỡ ngàng, bởi cách đó không lâu, Vũ Cát Tiệp liên tục bị tố quỵt nợ gây xôn xao dư luận. Đầu tháng 6 vừa qua, một đoạn clip dài 4 phút được tung lên mạng ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đang ngồi trò chuyện với mẹ ruột của anh tại nhà riêng ở Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định, xoay quanh việc nợ nần của anh. Cụ thể, những người này cho biết họ được ủy quyền mang đơn tố cáo sự việc Vũ Cát Tiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp với số tiền 12.000 đô la Mỹ được vay từ ngày 9 tháng 11 2011 và cho đến 31 tháng 12 2021, khoản gốc và lãi lên tới 140.021 đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau đó Vũ Cát Tiệp đã lên tiếng cho biết sự việc không phải như vậy. Theo lời anh, thực chất món nợ đó đã được xí xóa, được doanh nhân đó tặng lại từ nhiều năm trước sau khi anh giúp đỡ chủ nợ một việc rất quan trọng, đồng thời đưa ra nhiều lý lẽ khác để bảo vệ danh dự của mình trước những lời buộc tội. Trước đó, tháng 11-2020, quản lý của ca sĩ Noo Phước Thịnh tố Vũ Cát Tiệp chưa trả 50% tiền cát xê. Còn vào khoảng tháng 1-2020, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Vũ Cát Tiệp đầu be bát máu, ngồi ở đồn công an. Cùng với đó là giấy vay nợ có ghi rõ tên Vũ Cát Tiệp, số tiền vay 1 tỷ đồng từ năm 2015 với cam kết trả trong 12 tháng. Đến thời điểm sự việc đó xảy ra, số tiền gốc và lãi đã lên tới 3 tỷ đồng. Sau đó, ông bầu của Ngọc Trinh lý giải những hình ảnh đó được chụp vào cuối tháng 7-2019. Nguyên nhân là do anh đánh nhau với một người đưa tin bịa đặt, tung những tin đồn không đúng về mình. Thực tế, không chỉ khoe nhà to như lâu đài, Vũ Cát Tiệp còn thường xuyên làm vlog chia sẻ về các chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh đắt đỏ. Nhiều người tò mò về khoản thu nhập của anh khi nhiều năm gần đây, ông bầu này không hoạt động quá nhiều trong showbiz và cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Vũ Cát Tiệp, nguồn thu nhập chính của anh là nhờ vào đầu tư bất động sản. Ngoài ra, thu nhập của Vũ Cát Tiệp còn đến từ kênh YouTube có hơn 746.000 người đăng ký. Theo Social Black, kênh YouTube của anh thu về từ 2.500 đến 40.500 đô la Mỹ mỗi năm. Đó là còn chưa kể mới đây, Vũ Cát Tiệp và Ngọc Trinh chung tay sáng lập và đang kinh doanh một thương hiệu nội y. Đây được dự đoán là nguồn thu không nhỏ dành cho Vũ Cát Tiệp và cộng sự. Thời gian qua, việc nghệ sĩ Hải Thúy Nga giúp đỡ chỗ ăn chỗ ở cho cựu ca sĩ Kim Ngân được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời. Bên cạnh đó cũng có không ít người chỉ trích Thúy Nga, cho rằng cô lợi dụng việc giúp đỡ Kim Ngân để trục lợi.
đỉnh điểm của sự việc khi mới đây, một người tên GNM họ ca sĩ Kim Ngân đã lên tiếng phản đối việc Thúy Nga đi theo bảo trợ Kim Ngân để làm loạt clip đăng lên YouTube, đồng thời cho biết không ai được quyền quản lý hay chăm sóc Kim Ngân. Chưa dừng lại ở đó, trên trang Facebook cá nhân, người này còn nói cạnh nói khóe, một nghệ sĩ mà dân tình cho rằng người này muốn nhắc đến diễn viên hài Thúy Nga. Cụ thể, em họ Kim Ngân nói, sự thật được phơi bày qua những trò trơ trẽn, dơ bẩn của một con hề khi tấn công những người thật lòng, thật tâm giúp cho Kim Ngân. Cứ chờ ngày con hề gặp quả báo và đối diện pháp luật. Xin lỗi bạn, cái gọi là cộng đồng mạng của con hề Thúy Nga chẳng qua là đám fans ngu dốt không biết chuyện, ăn không ngồi rồi bị con hề dẫn dắt lèo lái. Nó diễn hề, bịp bợm để móc túi các bạn và các bạn vui vẻ cho nó bịp. Còn đồng bào hải ngoại rõ nó lắm và họ đủ trí để biết đúng sai. Trước thông tin trên, chiều 26 tháng 6, nghệ sĩ Thúy Nga chính thức lên tiếng đáp trả. Theo đó, nữ diễn viên hài cho biết ngay từ lúc đầu có sự gửi gắm từ phía gia đình Kim Ngân nên cô mới dám nhận chăm sóc Kim Ngân. Thúy Nga bộc bạch, những video làm về Kim Ngân thì mẹ và em gái của chị ấy rất thích xem, ngày nào Nga không làm clip họ còn buồn nữa đó, nhất là em gái Kim Ngân. Tự nhiên giờ có anh nhận là em họ Kim Ngân lên phản biện và nói Nga đủ thứ. Tánh của người này rất hơn thua, dùng lời lẽ nặng nề với Thúy Nga. Sau này Nga mới biết người này chửi Nga thậm tệ trên Facebook. Chưa dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ bức xúc khi người này còn dùng những lời lẽ thóa mạ con gái cô. Nếu anh chửi tôi gắng nghe cũng được, tại sao anh lôi cả con gái tôi vào? Anh là đàn ông mà. Anh đang phỉ báng gia đình tôi và không có bút mực nào để diễn tả lại những lời thô tục của anh. Bên cạnh đó, Thúy Nga cũng chia sẻ phía gia đình Kim Ngân dặn dò cô không được tiếp xúc với người xưng là anh họ Kim Ngân, đồng thời không để Kim Ngân gặp gỡ với người này. Nói thật từ ngày Nga theo chị Kim Ngân đến nay, Nga quay 1.000 tập cho chị ấy còn được. Nga lựa chọn những khoảnh khắc nào về chị Kim Ngân đáng đưa lên Nga mới đưa lên. Bản thân chị ấy không mắc bệnh tâm thần, chỉ là bị trầm cảm nặng. Có những lúc chị ấy rất tỉnh táo và biết hết. Nga hiểu tại sao chị ấy né tránh mình vì sợ đem lại phiền phức cho Nga. Diễn viên hài Thúy Nga nói thêm. Thúy Nga cũng nói thêm về số tiền công chúng quyên góp cho Kim Ngân, tiền nhận từ Mạnh Thường Quân đến ngày nay Nga đã ngưng rồi. Vì Nga rất sợ nhận tiền từ thiện, Nga không hề kêu gọi mà khán giả tự cho, khán giả yêu thương quá nên Nga nhận để sau này có hỗ trợ gì cho Kim Ngân. Tất cả những chi tiêu của Nga dành cho Kim Ngân Nga chưa bao giờ lấy trong tiền Mạnh Thường Quân. Giờ công chúng hỗ trợ cho Kim Ngân 10.000 đô, Nga đâu lấy tiền Mạnh Thường Quân trả tiền nhà cho Kim Ngân, tiền nhà Nga tự trang trải. Khi bị chỉ trích giúp đỡ Kim Ngân để trục lợi, nữ nghệ sĩ bức xúc nói. Không phải Nga đẩy Kim Ngân ra để quay YouTube câu view chị ấy lang thang 30 năm thì mọi người đã quên chị ấy rồi. Mình giúp Kim Ngân nên phải chia sẻ trên cộng đồng để người ta biết và giúp đỡ. Đúng thật là khi Nga chia sẻ trên YouTube rất hiệu quả, nhiều người biết đến Kim Ngân và tên tuổi chị ấy nổi trở lại. Bây giờ Nga giúp chị Kim Ngân chị ấy đâu có bị thiệt thòi. Nga chở chị ấy đi vòng vòng tiền xăng thôi một tháng tốn cả ngàn đô. Nga quay Kim Ngân được tiền YouTube, Nga cho chị ấy ăn một tháng 5.000, 10.000 của Mạnh Thường Quân đưa cho Nga nói thật lo cho Kim Ngân không đủ 2 tháng đâu, tiền đó Nga nhận tượng trưng thôi. Khi nhận tiền đó, Nga còn hỏi mẹ Kim Ngân sử dụng như thế nào cho hợp lý. Nga làm gì cũng trao đổi với gia đình chị ấy cả chứ Nga không tự ý bất cứ điều gì. Cuối clip, nghệ sĩ Thúy Nga tâm sự rằng đó giờ giúp ai cũng bị phản, tuy nhiên cô không để bụng chuyện này. Cô chỉ tiếc là những kế hoạch giúp đỡ cựu ca sĩ Kim Ngân bây giờ không thực hiện được. Hiện, vụ việc đang thu hút sự quan tâm và bàn tán từ phía cư dân mạng. Nhiều người đứng về phía nghệ sĩ Thúy Nga và lên án hành động vô ơn của em họ Kim Ngân. Sau khi thắng kiện và nhận được số tiền bồi thường 400 triệu đồng của chương trình Sau Ánh Hào Quang, danh hài Duy Phương vẫn phải chật vật với cuộc sống kinh doanh ở tuổi xế chiều, nhất là khi dịch Covid-19 kéo dài từ năm ngoái tới năm nay. Thời gian gần đây khi ở nhà, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ quan điểm lên các vi, đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, nghệ sĩ Duy Phương đã nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng khi nam nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những câu chuyện trong showbiz. Mới đây nhất, trên kênh YouTube, nghệ sĩ Duy Phương tiếp tục có những chia sẻ xoay quanh sự việc ồn ào suốt thời gian qua. Đồng thời, nam danh hài cũng cho biết vợ ba đã nhắc khéo mình không nên phanh phui nhiều chuyện trong showbiz sẽ không hay, nếu có chia sẻ thì nói về chuyện gia đình mình. Vợ ba của nam nghệ sĩ cho biết, anh nói chuyện thì nói những chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện của người ta. Thấy vợ nhắc, nghệ sĩ Duy Phương liền phân trần, không có đâu, người ta nghe người ta biết, anh nói đàng hoàng chứ không nói linh tinh. Đáp lại lời bà xã, nam nghệ sĩ khẳng định ông nói chuyện đàng hoàng, không nói linh tinh. Tôi nói một cách công tâm chứ không nói xấu gì ai hết. Tôi nói để mọi người nghe và hiểu được những tâm tư, tình cảm của mình, nói để mong mọi thứ được tốt đẹp, trong sạch hơn, Duy Phương nhấn mạnh. Cũng trong clip, ông cho biết hiện tại chuyển sang thuê nhà để bán bánh bèo cùng vợ con. Ông thừa nhận quá khứ đã phải phá sản vì làm ăn thua lỗ.
lời khuyên từ bà xã nghệ sĩ Duy Phương cũng là điều dễ hiểu. Bởi trước đó, trong các livestream, Vi, nam danh hài liên tục chia sẻ quan điểm về chuyện của nhiều nghệ sĩ Việt khác, từ danh hài Hoài Linh đến chuyện mẹ nuôi con nuôi giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Trước những vấn đề được cư dân mạng quan tâm, Duy Phương là một người anh trong nghề, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động giải trí, thường đưa ra những lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Ông cũng rất thẳng thắn nêu quan điểm riêng, không e ngại việc sẽ bị mất lòng người khác. Về chuyện của danh hài Hoài Linh, nghệ sĩ Duy Phương cho rằng, về chuyện Hoài Linh giữ tiền từ thiện, mọi người đã nói nhiều rồi, tôi nói thêm cũng bằng thừa. Quan trọng bây giờ là nhận thức của công chúng đã khác nhiều rồi và người ta cũng đã nghĩ không mấy tốt đẹp về Hoài Linh. Câu chuyện này khiến hình ảnh Hoài Linh mất đi trong lòng công chúng, bản thân Hoài Linh trở thành một vấn đề để xem xét. Điều này dù có cố gỡ hay nói gì đi nữa cũng khó, rất khó để Hoài Linh lấy lại tình cảm từ công chúng, phải có thời gian. Ngoài ra, nghệ sĩ Duy Phương cũng không ngần ngại chỉ ra cái nhìn của mình xoay quanh những điểm khúc mắc về chuyện ca sĩ Phi Nhung nhận con nuôi là Hồ Văn Cường. Về việc đưa ra quan điểm trước các vấn đề showbiz, nam danh hài luôn khẳng định ông nhận xét một cách công tâm. Ông quan niệm, con người ta sống khó lắm. Đôi khi họ làm một điều gì đó nhưng không biết điều đó sai hay đúng, chứ không hẳn là biết sai trái nhưng vẫn cố tình làm. Nhưng một khi công chúng đã chỉ ra đó là hành động sai trái thì mình phải biết nhìn nhận lại và làm tất cả để bù lại cho cái sai trái đó. Nếu người ta lỡ làm điều không đúng vì vô tình thì họ sửa lại cho đúng, rồi họ vẫn là người tốt thôi, làm sao nói người ta xấu được. Sau khi nghe lời bà xã khuyên, nghệ sĩ Duy Phương thường làm những video xoay quanh chủ đề ẩm thực, gắn liền với cuộc sống hiện tại. Mới đây Hồ Ngọc Hà đã đăng status gửi trao ngôn tình tới nửa kia. Cô dành cho Kim Lý nhiều lời ngọt ngào xúc động. Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. 4 năm nay em ngủ như ngé, nghĩa là anh cho em bình yên. Thời gian trôi nhanh thật, mới còn ngại ngùng đùng cái thì mấy đứa con. Hai đứa mình vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn thương và chia sẻ mọi thứ. Cần thế thôi là đủ. Chúc cho chúng ta thật nhiều sức khỏe, vì đó là thứ mà trước khi đi ngủ, anh và em vẫn thường nắm tay cùng cầu nguyện. Đính kèm là bức ảnh cưới tình không kém của đôi uyên ương. Trong ảnh, Kim Lý mặc vest trắng bảnh bao, còn Hồ Ngọc Hà e ấp nép vào vai bạn đời. Nhiều người cho rằng đây là ảnh cưới chính thức của cặp đôi và Hồ Ngọc Hà đang ngầm báo hiệu một đám cưới như mơ đang đến rất gần. Thần tượng của tôi sắp làm đám cưới này. Cuối cùng chị tôi cũng đã có một đám cưới. Như này nghĩa là gần cưới rồi mọi người ơi. Người hâm mộ cặp đôi bình luận rôm rã. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ngày 27 tháng 6, 2021 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của nữ giọng ca sinh năm 1984, đó là chặng đường 4 năm Kim Lý, Hồ Ngọc Hà yêu nhau. Trong một lần trả lời với báo chí, Hà từng nói, đến thời điểm này, Hà chỉ mong tìm được một người mà ở đó cho Hà cảm giác được bình yên. Không giấu cảm xúc đong đầy hạnh phúc, trọn vẹn khi 4 năm qua cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ít ai có thể ngờ rằng việc kết hợp diễn xuất trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ đã khiến họ ở lại bên nhau cho đến tận bây giờ. Để mời được Kim Lý đóng MV này, ban đầu bạn ấy từ chối. Nhưng rất may, chàng diễn viên ngoại quốc đã có một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời, đó là nhận lời hợp tác với Hà Hồ ngay đúng lúc trái tim của cô muốn mở lòng đón nhận những yêu thương. Bộ ảnh cưới được cả hai giấu kín trong khoảng thời gian qua vừa chính thức được trình làng. Chú rể Kim Lý lịch lãm đỉnh đạt với bộ vest trắng, cô dâu Hồ Ngọc Hà bồng bềnh với bộ váy trắng tinh khôi. Họ liên tục nở nụ cười và khẳng định, gặp được người mà mình muốn lấy, đừng bao giờ buông cánh tay. Chọn lời bài hát rồi một ngày mình kể về tình yêu để nhắc lại hành trình yêu của mình. Hồ Ngọc Hà thật khéo léo khi lồng ghép 10 sự kiện quan trọng nhất, ý nghĩa nhất kể từ khi gặp Kim Lý cho tới ngày hóa thành cô dâu xinh đẹp. Lời bài hát cũng chính là lời tự sự cô muốn gửi đến tất cả mọi người. Khi yêu phải học cách nhẫn nại, tìm được nhau thật khó biết bao. Tình là gì mà mọi người mê say, nhiều người tìm một đời chẳng thấy, gặp được người mà mình muốn lấy, đừng bao giờ buông cánh tay. Đó là tất cả những gì Hồ Ngọc Hà gửi gắm trong thông điệp, rồi một ngày Hà kể về tình yêu. Nam diễn viên ngay sau đó cũng có những dòng tâm sự xúc động trên trang cá nhân. 4 năm trước, kể từ khi chúng ta trở thành một đôi, tình yêu của chúng ta tiếp tục lớn thêm mỗi ngày. Thấu hiểu và khoan dung là chìa khóa cho cuộc sống lâu dài bên nhau. Chúng ta không bao giờ đi ngủ trong trạng thái tức giận, luôn hôn và ôm nhau nhiều nhất có thể. Điều anh yêu ở em là dù bất kể thế nào, em luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Lisa, Leon và Henry không thể có một người mẹ tốt hơn. Và điều đó là quan trọng nhất. Chúc mừng ngày kỷ niệm tình yêu của tôi. Chúc mừng chúng ta và nhiều năm sau nữa. Hồ Ngọc Hà, Kim Lý bén duyên khi hợp tác trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ 2017. Từ đó họ có mối tình ngọt ngào và nhận được không ít sự quan tâm từ dư luận. Sau 3 năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp thiên thần nhỏ cho bạn trai Việt Kiều. Hai nhóc tỳ chào đời vào đầu tháng 11/2020, được đặt tên là Lisa và Leon. Nếu Lisa được xem là bản sao hoàn hảo của Hồ Ngọc Hà,
Leon lại thừa hưởng nhiều nét đẹp từ Kim Lý. Hồ Ngọc Hà thậm chí lập Instagram riêng cho con, mỗi khi đăng ảnh các nhóc tỳ và cuộc sống gia đình đều thu hút lượng tương tác lớn.